Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình có quay trở lại video và vẫn như thường lệ sẽ giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Hôm nay thì có cả những chiếc máy mà bên mình thu lại được của khách cũng như là những chiếc máy bên mình mới nhập về. Giá cả thì cũng rất là hợp lý thôi, thậm chí nó sẽ còn rẻ hơn so với thị trường khá nhiều. Thì các bạn xem video nếu thấy hay, thấy bổ ích và thấy phù hợp với mình thì mong các bạn ủng hộ giúp bên mình nhé. Đó, thì để các bạn không phải chờ lâu, bên mình sẽ vào giới thiệu luôn những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Đầu tiên vẫn nói đến đó là một chiếc LG V60 Thinh Quy. Đây là bản version. Bản version này thì các bạn yên tâm không lo lỗi chân sạc các bạn nhé. Đấy, bản T-Mobile thì nó sẽ hay bị lỗi chân sạc hơn, tỷ lệ nó cao hơn. Còn bản version thì hầu như không lỗi chân sạc, nên các bạn yên tâm dùng dòng version rất là lành rồi. Đấy, các bạn nhìn này, viền của nó là viền vàng gold, thì nó có chấm phe phẩy một chút, đây này nó có chấm xước một chút các bạn nhé. Đấy, nói chung con này nó đẹp tầm khoảng 98%, không có vết cấn, không có vết móp gì cả. Với RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, máy một SIM hỗ trợ 6 5G, chạy con chip Snapdragon 865. Thì đây là một con máy xứng đáng được gọi là hàng khủng long. Đấy, nó có thể chiến game, cũng có thể là sử dụng các cái app rất là nặng. Đấy, mà trong khi đó máy chạy vẫn rất là mượt. Màn hình của nó là 6.8 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Đây là con máy màn OLED nhưng mà nó lại được độ phân giải Full HD Plus lên, nó rất là tiết kiệm pin, đặc biệt với viên pin 5000mAh. Thì mình thấy con này là một con máy rất là trâu bò về thời lượng sử dụng các bạn nhé. Máy một SIM bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.300.000 các bạn nhé, 3.300.000. Tiếp đến là một chiếc Oppo Reno 3. Đây, con máy này thì bên mình thâu lại được của khách. Với ngoại hình của máy thì có xước sát theo năm tháng nhé. Đấy, xước sát theo năm tháng, vỏ xước. Đấy, màn cũng xước. Đây, khách không dán cường lực gì cả, dùng thấy xước. Nhưng mà kính ở đây này, mình thấy là nó cũng rịa một chút xíu này. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhé, sờ là không có gợn đâu. Đây, Oppo Reno 3, hàng chính hãng các bạn nhé. RAM 8+3GB luôn này các bạn này. Đấy, RAM 8+3, bộ nhớ là 128GB đấy. Đây, bộ nhớ 128GB này. Đấy, máy zin nguyên bản, chưa tháo mở gì luôn. Ngoại hình của nó thì coi là một chiếc máy vỏ xấu nhá, vỏ xấu nhá, đấy, xước sát nhiều. Nói chung là đẹp tầm khoảng 90%. Được cái nó zin nguyên bản, màn trắng sáng, không ám màu, không lưu hình, cảm ứng thì trơn tru mượt mà, không bị lỗi lầm, không bị vấp, không như không bị điểm chết thì luôn các bạn nhé. Nói chung là rất là ok. Máy bọn này thì camera thì chắc là led rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rồi nó lấy led rất nhanh luôn, iPhone không nhanh bằng bọn này luôn. Đấy, thì con này cấu hình quá cao mà giá thì rất là mềm thôi, bên mình để cho các bạn với giá của nó chỉ có 2.200.000 thôi các bạn, 2.200.000 các bạn nhé. Oppo Reno 3, dòng Reno, dòng cao cấp của Oppo, dùng trơn tru mượt mà. Đấy, 2.200.000. Rồi tiếp đến đó là những dòng máy Samsung. Samsung thì bên mình có Samsung A95G. A95G thì có cả đen cả trắng các bạn nhé. Ngoại hình thì con nào con đấy đều là hàng zin đẹp tầm khoảng 98-99%. Zin nguyên bản, chưa có bung lưng, cũng chưa có thay kính, thay màn, thay khung gì cả. Đấy, A95G này thì cầm nó rất là đầm tay bởi vì cái khung của nó là khung kim loại các bạn này. Cầm rất đầm tay, lưng của nó là lưng bằng kính. Các bạn nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều với cả bản lưng nhựa. Màn hình của nó là màn phẳng các bạn nhé, màn phẳng, cảm ứng vân tay trong màn hình luôn. Đấy, màn OLED, độ rộng của nó là 6.7-6.8 inch các bạn nhé. Pin của nó lên đến 4500mAh. Đấy, con này chạy chip Snapdragon 855, là một con máy dòng A nhưng cấu hình lại là của dòng S, dòng lốt các bạn nhé. RAM 6, bộ nhớ 128GB, rất cao để cho các bạn chạy đa nhiệm cũng như là lưu trữ ứng dụng thoải mái, không sợ bị đơ, bị giật. Màn hình thì chắc chắn rồi, trắng sáng, không ám ngố, không lưu hình. Đây là hàng A của bên mình.
và bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.200.000 các bạn nhé. Sẽ tặng các bạn ốp lưng, tặng các bạn kính cường lực cũng như là tặng các bạn một bộ sạc bảo hành cho bạn là 3 tháng lỗi 1 đổi 1, có hai màu đen và trắng các bạn nhé. Rồi tiếp đến đó là S22 Ultra, thì mình có một cây bản Hàn. Cái bản Hàn này với bộ nhớ là 256GB RAM 12GB. Ngoại hình của máy thì đẹp tầm khoảng 98-99%. Cái này thì bên mình để cho các bạn với giá của nó là 9.700.000 các bạn nhá. Thanh lý các bạn là 9.700.000, màn trắng trong veo, không có há màu, không có lưu hình gì cả. Phiên bản Hàn máy 1 SIM hỗ trợ sóng 5G, RAM 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB các bạn nhé. Máy màu tím. Ngoài chiếc S22 Ultra bản Hàn này ra thì bên mình vẫn có hàng lướt. Hàng lướt này thì với RAM của nó là 8GB, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 8 Gen 1. Phiên bản Mỹ 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Bên mình có đủ 3 màu, đó là xanh, trắng và đen các bạn nhé. Đều là hàng live lưu, hàng siêu thị luôn, còn cả siêu viền đấy các bạn này. Bút biết sử dụng đầy đủ, nói chung là không khác gì một chiếc máy mới cả. Có cả hộp đi theo máy luôn. Đấy. Bên mình sẽ tặng thêm cho các bạn củ sạc cũng như là ốp lưng và dán màn hình còn hơn cả máy mới luôn các bạn nhé. Đấy. Nhưng giá thì lại rất là mềm thôi, là 10.400.000. 10.400.000 S22 Ultra. Đấy, có 3 màu, đó, màu đen, màu trắng và màu xanh các bạn nhé. Đấy, các bạn yên tâm. Ngoài ra thì có những chiếc máy nữa, đó chính là Note 20 Ultra. Bên mình vẫn còn một chiếc Note 20 Ultra phiên bản Việt Nam. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình của máy thì là một chiếc máy hàng zin đẹp tầm khoảng 98%. Đẹp tầm 98% các bạn nhé. Viền là có hơi lầm tầm nhẹ một chút xíu thôi, nhưng con này là đẹp rồi. Hàng này rất ngon, màn trong veo, không ngả màu, không lưu hình. Note 20 Ultra bút biết sử dụng đầy đủ. Máy nó đang hết pin nên bên mình không vào kiểm tra bên trong các bạn được, nhưng mà bao cho bạn là nội thất của nó thì uy nghi luôn, không có lỗi lầm gì cả. Và giá bên mình đang để cho các bạn chỉ có là 7.900.000 thôi. 7.900.000 các bạn nhé. Note 20 Ultra bản Việt Nam, hai SIM, có ghi âm cuộc gọi. Tiếp đến nữa đó chính là XS Max bản 64GB. iPhone XS Max bản 64GB nhé. Đấy, một vàng một trắng. Một vàng một trắng. 64GB. Con màu vàng này thì nó là phiên bản Mỹ. Đấy. Màu vàng này phiên bản Mỹ, giá là 5.900.000. Con màu trắng này là phiên bản CH, bản 2 SIM vật lý, pin của nó 93%, bộ nhớ 64GB. Và giá bên mình đang để cho các bạn cũng là 5.900.000 các bạn nhé. Cả hai con ngoại hình đều là hàng zin đẹp. Tặng ốp, tặng kính cường lực full màn, tặng sạc, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Rồi tiếp đến là cũng là một chiếc iPhone 11 bản 128GB. Đây cũng là bản CH nên là nó có 2 SIM các bạn nhé. Đấy. Pin của nó 93%. Ngoại hình của máy thì là hàng zin phẩy. Đấy, nó có xước sát nhẹ trong 5 tháng chứ không có cấn móp, cũng không có vết rơi rớt va đập gì cả. Nên các bạn yên tâm 100% là nó là hàng zin nguyên. Máy đẹp, không có gì để chê. Hai SIM vật lý. Và giá bên mình đang để cho các bạn cũng là 5.900.000. Các bạn có thể cân nhắc giữa iPhone 11 cũng như là XS Max. XS Max thì nhìn trông có vẻ như là nó sang chảnh hơn, màn hình đẹp hơn. Đấy, đời nó sẽ sâu hơn một đời. Thế mà giá của nó thì xem nhau. Còn nữa, bộ nhớ của XS Max thì không bằng iPhone 11. Bộ nhớ iPhone 11 lên đến 128GB cơ.
XS Max này là 64GB, nên các bạn có thể cân đối giữa hai dòng đấy. Rồi đến iPhone SE 2020, hàng A nước đầu luôn. Các bạn nhìn này, ngoại hình của nó thì bảo đảm 100%, các bạn cầm vào là không một ai chê về ngoại hình của dòng iPhone 8 này cả, à quên, iPhone SE 2020 này cả. Với ngoại hình của nó thì giống như iPhone 8 đấy, nhưng cấu hình của nó thì lại bằng một chiếc iPhone 11 Pro Max. Máy chạy trơn tru mượt mà, siêu mượt luôn các bạn, và thiết kế rất là gọn gàng, pin thì đều khỏe, 89% và 93% đây các bạn này, pin rất khỏe luôn các bạn nhé. Đấy, và máy bên mình đang để cho các bạn chỉ có 3 triệu đồng thôi, mà các bạn sở hữu những chiếc máy hàng A như thế này thì quá ngon rồi các bạn, dùng không biết bao giờ cho nó lỗi lầm luôn. Riêng cái dòng iPhone này hầu như không lỗi lầm, nếu các bạn không đánh rơi nước, không đánh rơi vỡ thì các bạn yên tâm. Pin 89 và 93 gọi là pin siêu khủng rồi. Tiếp đến là một chiếc iPhone 6s bản 32GB, với ngoại hình của máy thì là hàng zin đẹp. Con này thì đẹp tầm khoảng 98 đến 99%. Pin thì bên mình đã thay pin 100% cho các bạn. Ngoại hình đẹp, bản 32GB. Đấy, máy màu hồng, bên mình đang để cho các bạn là 1.400.000 các bạn nhé. 1.400.000. Tặng sạc, tặng ốp, tặng kính cường lực các bạn nhé. Hay là chiếc iPhone 8 Plus bản 64GB. Con này thì ngoại hình của nó thì còn khá đẹp, bên mình chưa lau chùi gì. Đấy, chưa lau chùi gì. Mới giá 3.1 triệu thì các bạn đã có bộ nhớ 64GB và pin 86% các bạn nhé. Đấy, ngoại hình của nó này là hàng zin đẹp luôn này. Đấy, thi thoảng gọi là lấm tấm một tí thôi, nhưng mà con này là đẹp tầm 98-99% rồi. Màn trắng sáng, đầy đủ tính năng, pin khỏe, đây còn pin zin đi theo máy đấy các bạn. Giá là 3.100.000 các bạn nhé. Cũng một cây 8 Plus, máy màu trắng nữa, 64GB, ngoại hình của máy cũng là zin đẹp luôn. Đấy. Và bên mình cũng đang bán cho các bạn là 3.100.000 các bạn nhé. Đây là những chiếc iPhone XR máy mới, hàng chưa active các bạn nhé. Thằng này là hàng chưa active này, có một đen một trắng này. Đấy. Máy mới 100% chưa sử dụng. Đấy, pin vẫn 100% các bạn nhé. Các bạn về kích hoạt lên, active lên là đủ 12 tháng bảo hành cho các bạn rồi. Đấy, iPhone XR. Và bên mình đang để cho bạn giá là 5.900.000 nhé. 5.900.000. Một chiếc iPhone 13 bản 128GB, pin 100%, và con máy này mới sạc có 12 lần thôi. Đấy. Bảo hành của nó là còn đến 24 tháng 7 năm 2025 cơ. Còn bây giờ mới đang là tháng 10 năm 2024. Vẫn vị trí vẫn còn lên đến 9 tháng bảo hành nữa các bạn. Đây các bạn này, nhìn máy này, len keng xà beng luôn nhá. Máy thì len keng xà beng. Các bạn nhìn này, chân sạc này. Mới kính cong luôn. Màng loa các bạn nhìn này. Đấy, không bụi bẩn, không bị ám mố gì luôn, chân sạc cũng không ám mố, chân sạc rất đẹp. Đấy, nói chung là hàng zin keng xà beng, hàng siêu chất, hàng siêu hiếm, sạc có 12 lần thôi các bạn đã đủ hiểu là máy nó chất như thế nào rồi. Máy này còn được màu trắng các bạn nhé, lại còn được màu trắng này, và bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 10.800.000 này, để cho bạn giá 10.800.000 nhé. Đấy, hàng zin chuẩn luôn, không có thay thế, không có sửa chữa gì cả. Rồi tiếp đến là một chiếc iPhone 12 Pro bản 512GB, pin của nó là 91% các bạn nhé. Đấy, bộ nhớ 512GB thì các bạn lưu trữ phải gọi là tẹt ga, kịch ga kịch số luôn các bạn nhé. 512GB, máy ngoại hình zin đẹp tầm khoảng 98%. Nó vẫn sẽ có các cái vết gọi là xước sắt nhẹ cho năm tháng, nhưng mà như con này thì nó là hàng đẹp rồi, trước sau đều đẹp, tại viền lại còn viền đen, đây là các cái vết gọi là nó xước nhẹ
thì hầu như không nhìn thấy nhá. Đấy. Ở bên mình đang để cho các bạn giá chỉ có 10 triệu thôi, bản 512GB các bạn nhé, giá 10 triệu. iPhone 11 Pro pin 93%, bộ nhớ 64GB. Pin này mình bao cho các bạn là zin, không có kích cũng không có thay thì các bạn nhé. Pin zin đi theo máy, ngoại hình của máy thì là hàng đẹp 99% luôn đấy. Cái iPhone 11 Pro này bên mình đang để bạn giá là 6.600.000. Giờ iPhone mình thấy dòng 11 Pro này là rất là hợp lý, đáng mua. Nhất là máy vẫn là 3 mắt, thiết kế vẫn rất là đẹp. Đấy, rất sang trọng nhưng mà giá thì lại rất là mềm. Rồi tiếp nữa là những chiếc máy Samsung M23. Samsung M23 các bạn nhé. Đây mình có một cây màu xanh và một cây máy màu lâu. Quay của máy thì là hàng zin đẹp 99% luôn. Ngoại hình zin đẹp 99%, còn cả siêu viền đấy các bạn nhé. Những con máy này thì pin của nó 5000 mAh, các bạn dùng khoảng 2-3 ngày không phải sạc luôn các bạn nhé. RAM 4, bộ nhớ 128GB, kèm theo màn hình của nó là 120Hz nữa. Lên máy rất mượt, giá chỉ có 2.500.000 thôi, tặng ốp, tặng sạc, tặng cường lực các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu tiếp, đó là cái dòng Samsung M33. Đây nó cũng là những chiếc máy hit hot, không kém gì M23 cả, đời cao hơn. M33 này thì cấu hình của nó là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Đấy, thì bên mình cũng có đủ 3 màu cho các bạn để các bạn lựa chọn. Cái dòng M33 này chắc các bạn cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Bên mình cũng đã giới thiệu khá là nhiều trong các video gần đây. Nó là những chiếc máy dòng A, cấu hình cao, RAM 6, bộ nhớ 128 và pin lại rất khỏe. Pin của nó là đến 5000 mAh đấy, các bạn nhìn máy của bên mình này. Con nào con đấy cũng còn siêu viền này. Đấy, các bạn nhìn thấy cho siêu viền này. Đấy, toàn những chiếc máy đấy, xước đây này nó là xước siêu viền nhá, chứ không phải là xước viền máy đâu, các bạn có thể bóc ra được. Đấy, bóc ra thì đẹp như máy mới luôn. Toàn những chiếc máy hàng lướt như thế này thì các bạn yên tâm 100% các bạn pin bao phê luôn các bạn ạ. Đấy, nó có màu xanh đậm này, màu trắng và màu xanh nhạt này. Đấy, có 3 màu. Nói chung là màu của dòng M mình thấy rất là nhã nhặn. Hầu như màu nào thì nam dùng được, nữ dùng được, già dùng được, trẻ cũng dùng được các bạn nhé. Đấy, những chiếc máy này thì bên mình đang để cho các bạn chỉ có 2.800.000 thôi. Và bên mình xin báo luôn với các bạn, nó là hàng A. Hàng A không phải là cái hàng B hay là hàng B trừ hay là hàng C hay là hàng mông má lại đâu. Nó là hàng zin nguyên cây luôn. Đấy, và bên mình báo cho các bạn luôn là cái giá hàng A, chứ không phải báo cho các bạn là cái hàng phẩy hay là hàng xước gì cả. Nên khi các bạn đến cửa hàng và nhận hàng của bên mình thì chắc chắn nó sẽ là hàng đẹp luôn, chứ không có chuyện bảo là ơi ở trên kênh báo là 2.800.000, đấy là bọn em báo hàng xước phẩy nông mèo và xước nhẹ là hàng kém sắc hơn. Khi nhận đến thì sau đó là lại tư vấn các anh là lên cái dòng máy nó đẹp hơn thì cộng thêm 200.000 300.000. không phải luôn các bạn nha. Đây bên mình bảo cho các bạn là bảo hàng đẹp luôn, hàng đẹp, hàng chất luôn các bạn nha. Đấy, để cho các bạn gọi là dễ luôn. Còn nếu mà có hàng xước hàng phẩy thì giá nó lại rẻ hơn nữa. Mình nói thẳng luôn là nó phải rẻ hơn nữa, rẻ hơn vài trăm. Hàng xước hàng phẩy thì tỷ lệ lỗi cũng như là các cái thứ kia nó sẽ nhiều hơn. Còn bên mình là giờ chủ yếu bán cái hàng A, loại A thôi. Đấy, hàng nước đầu như này thì rất là yên tâm, bán xong là gọi là kê cao gối ngủ kỹ luôn. Đấy, hầu như là không phải bảo hành. Cái dòng M của M23 này, A23 này, dòng M33 này, A90 này, A82, các bạn thấy mình bán không một con máy nào lỗi luôn. Đấy, mình khẳng định luôn, không biết là bán mấy trăm máy rồi nhưng mà chưa máy nào lỗi. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là cái vấn đề bên mình test máy và gửi máy cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì bên mình sẽ giới thiệu các bạn, đó là những cái sạc dự phòng đây này. Sạc dự phòng này là của Nhật, Takasio, của Nhật luôn. Đấy, máy mới nhưng mình có bóc ra những cái để gọi là trưng bày. À, tôi lấy trong cái con 15 Pro kia, quên mất. Đây, bên mình lấy ra để trưng bày cho các bạn nhé, cả hộp luôn nhé. Đây, con này đây thì với thiết kế của nó là 20.000 mAh nhé.
với thiết kế 20.000 mAh trên giờ mà thiết kế rất là nhỏ gọn này. Đấy, mặt màn hình là ở đây là có màn hình luôn các bạn nhé. Đấy, có màn hình này, đấy, hiển thị phần trăm pin rồi các thứ. Và đây nó là sạc dự phòng. À quên, đây nó là sạc không dây. Đấy, sạc không dây các bạn nhé. Máy đây thì bên trong với mình đã có tích hợp sẵn đầu sạc micro để cho các cái máy đời cổ, hay là Type-C dành cho các máy đời mới, cũng như là Lightning dành cho các máy iPhone. Với thiết kế ở trên nó lại rất tiện ích là có thêm hai cái đèn pin nữa. Đấy, làm cho các bạn có thể tiện dụng khi đi soi ếch soi nhái các bạn nhé. Thiết kế gọn gàng, hàng của Nhật. Chưa xong. Gọi này bên mình đang để cho bạn cái giá là giá trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm của nó chỉ có 330.000 thôi. Đây là hàng loại 1 các bạn nhé. Ở trên hãng thì họ đang với giá của nó là tầm khoảng 590.000, nhưng với bên mình các bạn chỉ mua với cái giá của 330.000 với 20.000 tiền sạc nữa, 20.000 tiền chip nữa thôi các bạn nhé. Bảo hành cho bạn là 6 tháng nên các bạn yên tâm về chất lượng. Rồi tiếp đến nữa thì sẽ nói đến là một chiếc máy hàng trưng bày đây, khách vừa mới mua ở FPT. Đấy, vừa mới mua ở FPT các bạn nhé. Đây là một con 15 Pro. Đây là một con 15 Pro Titan Blue. Đấy, máy màu xanh các bạn nhé. Con máy này thì khách mua, đây về mình cứ vào giới thiệu máy trước đi đã. Đấy. Đấy. Đây, bản VNA các bạn nhé. Đấy. Bộ nhớ của nó là 128GB. Đấy, pin của nó là 88%. Pin của nó là 88%. Chu kỳ sạc của 119 lần thôi các bạn. Sạc rất ít. Nhưng con máy này nếu mà để cắm chạy phần mềm nó sẽ lên đến 94-95% pin đấy các bạn ạ, chứ không phải là 87 đấy đâu. Đấy. Đây, con này nói chung, nói về chất lượng con này thì các bạn không phải lăn tăn gì cả. Nó còn bảo hành 1 năm ở trong FPT cơ. Đấy, máy vẫn còn cả dây sạc zin đi theo máy này, cả hộp thiếc này. Ui giời ơi. Đây, nó còn có cả que thử thai luôn này các bạn này. À, que chọc sim này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp này. Chưa sử dụng gì luôn. Có giấy tờ hóa đơn đầy đủ, các bạn đi bảo hành bảo tỏi là không phải lo lắng, không bị nó hạch hoẹ gì cả. Đấy. Còn này thì các bạn được bảo hành 1 năm ở FPT các bạn nhé. Các bạn cứ mang đến FPT toàn quốc, hệ thống nó sẽ bảo hành cho các bạn. Và nó vẫn là bảo hành chính hãng. Đây còn cả cái siêu màn đấy các bạn. Đấy, máy thì đẹp không khác gì máy mới. Và bên mình đang để cho bạn giá chỉ có là 18.500. 18.500 các bạn nhé. 18.500. Rất đẹp. Đầy đủ cho các bạn luôn. Còn các bạn nào mà khéo khéo miệng có thể là sẽ tặng thêm các bạn, đó là một củ sạc zin đi theo máy nữa. Khách mua đấy, khách mua củ sạc đây, khách mua cả củ sạc là 549.000. Đấy, đã bao gồm khuyến mãi rồi các bạn nhé. Đã bao gồm khuyến mãi rồi, 549.000. Cái củ sạc, riêng củ sạc không, còn dây sạc này là đi theo máy rồi. Đấy, cho nên là nếu bạn nào khéo miệng là bên mình cũng có thể gọi là tặng các bạn thêm cái củ đấy, còn không là bên mình giữ lại để dùng. Đấy, củ sạc zin, dây sạc zin ở trong hãng nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Vậy là hôm nay bên mình cũng đã giới thiệu xong những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình, thì rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.